Cũng liên quan đến xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó trong việc khai báo, đăng ký với Hải quan Trung Quốc về sản phẩm xuất khẩu. Trước tình trạng này, Bộ Công Thương đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp Việt. Thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thời điểm trước 31 tháng 10 năm nay, doanh nghiệp đăng ký chỉ cần gửi cho cơ quan chức năng đăng ký kinh doanh và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương sẽ đưa vào danh sách và gửi cho Hải quan Trung Quốc.